Phương Uyên và Kiều Tiên xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự lúc 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2024, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Kinh tế tỉnh Tây Ninh tăng trưởng bứt phá trong 6 tháng đầu năm. Nhiều vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm kiến nghị tại phiên thảo luận tổ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến tiếp cơ quan quản lý thực phẩm Singapore đến thăm và làm việc tại Tây Ninh. Nhiều người dân lựa chọn điều trị bệnh bằng đông y. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, như tin đã đưa, trong buổi sáng ngày 11 tháng 7, kỳ họp 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Một trong những nội dung được cử tri và các đại biểu đặc biệt quan tâm đó là báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua báo cáo đã phần nào cho thấy những kết quả nổi bật mà toàn tỉnh đã đạt được, cùng những giải pháp căn cơ, quyết liệt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, sự năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc. Các hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng phục hồi tốt, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đẩy mạnh thu hút đầu tư và có chọn lọc. Thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá cao so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là điểm sáng, lượng khách tham quan điểm du lịch đạt 3,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch tăng 34,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu khôi phục khá tốt, đạt 3.224 triệu USD, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng mạnh, tăng 97,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt là 57,4% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Ấn tượng bởi vì trong cái đánh giá báo cáo thì trong 6 tháng đầu năm 2024 đấy, thì Ủy ban tỉnh tập trung là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy cho doanh nghiệp, cho các thành phần phát triển kinh tế. Những cái bước đầu tôi thấy rằng cái tăng trưởng kinh tế được phát triển. Qua nghe cái trong cái báo cáo thì là nó có ước đạt là 7,9% so với cùng kỳ. Và nó cũng là đứng nhất cái vùng Đông Nam Bộ. Đó là một cái niềm tin là phấn khởi cho một cái cử tri của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả ấn tượng đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Qua đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra 11 nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm đã có chủ trương đầu tư trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu thu đạt vượt dự toán để có thêm nguồn thu đầu tư cho phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân cũng chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân liên kết sản xuất, tạo hiệu quả thực sự trong liên kết, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời quyết tâm tạo sự chuyển biến đồng bộ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số. Tiếp tục nội dung của kỳ họp, trong buổi chiều ngày 11 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 3 tổ và tiến hành thảo luận tại tổ. Tại tổ 1, do ông Lê Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh làm tổ trưởng, các đại biểu đã đề nghị tỉnh cần quan tâm tới việc đầu tư, xây dựng các công trình nước sạch nông thôn. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã quan tâm đến những bất cập còn gặp phải có liên quan tới công tác cung cấp nước sạch nông thôn hiện nay. Điển hình là tại hai xã Cánh Tây của thị xã Trảng Bàng,
Thời gian qua, người dân địa phương được sử dụng nước sạch do nhà máy nước sạch đô thị Mộc Bài thuộc dự án tiểu vùng sông Mekong cung cấp. Tuy nhiên, chỉ cách nhau một đoạn đường DT786, nhưng một bên người dân có nước sạch sử dụng, phía đối diện lại không có nước dùng. Các đại biểu đã đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng tuyến ống cấp nước tại hệ thống cấp nước khu đô thị Mộc Bài, cải tiến công nghệ xử lý nước tại các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh, tiến hành đấu nối, liên kết đồng bộ các mạng lưới hệ thống cấp nước trong khu vực, từng bước nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả của các công trình cấp nước tập trung. Cũng tại phiên thảo luận tổ, vấn đề tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Tại buổi thảo luận, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình, thủ tục để tháo gỡ các vướng mắc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tích cực phối hợp với các cấp có thẩm quyền sớm xử lý tháo gỡ các vướng mắc tại các kết luận thanh tra, góp phần sớm triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó, tỉnh cũng cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở giải quyết các hồ sơ liên quan dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, có sự điều chỉnh về quy hoạch hoàn thành trong năm 2024. Tại tổ thảo luận số 2 do bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có liên quan đến lĩnh vực y tế. Các đại biểu đề nghị ngành y tế cần quan tâm và có giải pháp đối với nhiều cơ sở y tế công lập đã xuống cấp nhưng chưa thể sửa chữa nâng cấp do vướng công tác thanh quyết toán trước đây. Từ phía bệnh nhân, nhiều cử tri cũng đã tâm tư kiến nghị về tình hình thiếu thuốc và vật tư y tế khi đi khám chữa bệnh. Thủ tục thanh toán bảo hiểm còn một số vướng mắc, đề nghị ngành quan tâm tháo gỡ. Đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2028, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân có thể dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách, không tạo ra nhiều cách hiểu đối với đơn vị thực hiện. Tại tổ thảo luận số 3 do bà Nguyễn Thị Yến Mai, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, các đại biểu đã kiến nghị ngành tài nguyên môi trường cần có giải pháp khắc phục một số bất cập kéo dài trong lĩnh vực mà ngành phụ trách. Các đại biểu đã nêu ý kiến về tình trạng giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai vẫn bị trễ hạn và trễ hẹn. Vấn đề này đã được cử tri phản ánh nhiều lần. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chất vấn về vấn đề này hồi năm 2022. Nhưng đến nay, dù đã có chuyển biến nhưng chưa được giải quyết triệt để. Các đại biểu cũng nêu ra tình trạng nhà đất công chưa được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí, thực trạng công tác quản lý, khai thác đất cát trên địa bàn tỉnh không đóng thuế nhưng vẫn tận thu, vẫn còn tồn tại. Đề nghị ngành tài nguyên và môi trường có giải pháp quản lý tốt hơn, không để thất thu ngân sách. Sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore do Tiến sĩ Abdul Jalil Abdul Kader, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore dẫn đầu, đã có buổi đến thăm và làm việc với tỉnh Tây Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến khẳng định, buổi làm việc hôm nay là cơ hội để các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tiềm năng sản xuất sản phẩm gia súc, gia cầm, xuất khẩu, cùng trao đổi, tìm hiểu về thị trường Singapore, tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm đưa hoạt động xuất khẩu động vật và các sản phẩm từ động vật của Tây Ninh ngày càng phát triển bền vững. Tiến sĩ Abdul Kader, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đánh giá cao công tác điều hành, kiểm soát của chính phủ Việt Nam trên lĩnh vực phòng chống dịch cúm gia cầm trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ, chuyến đi này sẽ giúp đôi bên hợp tác chi tiết sâu rộng hơn về thương mại, xuất nhập khẩu thịt và trứng gà. Tới đây, có thể tổ chức thương vụ đầu tiên của Singapore nhập khẩu thịt và trứng gà từ Tây Ninh. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn QL Việt Nam trên địa bàn huyện Tân Biên. Sáng ngày 11 tháng 7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 năm, 6 tháng cuối năm 2024 của ngành thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu toàn ngành thanh tra cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Hành chính cung cấp và tình hình thực tiễn triển khai hiệu quả công tác thanh tra. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.
Sáng ngày 11 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế, các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có bà Đặng Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Hội nghị đã quán triệt một số nội dung cơ bản cùng những nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, các đại biểu cũng được triển khai một số kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan như kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông, dự thảo chính sách pháp luật, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông dự thảo chính sách của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều người dân lựa chọn điều trị bệnh bằng đông y. Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng, sơ kết công tác đảng và công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ ổn định, an ninh trên tuyến biên giới tiếp tục giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và vô hiệu hóa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để bị động bất ngờ về mặt chiến lược. Sáng ngày 11 tháng 7, Văn phòng Cơ quan Đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về an nghỉ tại quê hương Thanh Hóa. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, đến nay, hài cốt liệt sĩ Lê Văn Lực được Văn phòng Cơ quan Đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và gia đình đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Buổi lễ được tổ chức trang trọng nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ đi sau đối với những anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, qua đó nhắc nhở các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7 hàng năm được chọn là ngày dân số thế giới. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại tầm quan trọng của việc quản lý dân số đối với sự phát triển toàn diện của các quốc gia. Với chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững, ngày dân số thế giới năm 2024 tiếp tục nhấn mạnh việc đảm bảo mỗi người có quyền truy cập đầy đủ và thông tin chính xác về sức khỏe sinh sản. Đây được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng cho mọi người. Để nâng cao chất lượng dân số, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng theo tinh thần nghị quyết số 21 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nhờ đó, công tác dân số đạt được những kết quả tích cực. Thì cái công tác dân số của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua thì được lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã chỉ đạo sát sao cùng với sự chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp đã tạo sự ủng hộ cho người dân. Điều đó thể hiện một điều là dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, mức sinh trên phạm vi toàn tỉnh đang có xu hướng ngày càng giảm. Tây Ninh nằm trong 21 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ có mức sinh thấp, cơ cấu dân số đang chuyển dần sang cơ cấu dân số già. Chất lượng dân số còn thấp là thách thức lớn đối với công tác dân số của địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng phụ nữ mang thai biết được giới tính thai nhi còn phổ biến. Do đó, đòi hỏi cần phải đẩy mạnh truyền thông, thay đổi hành vi cho phụ nữ và gia đình trong việc lựa chọn giới tính thai nhi. Trong thời gian tới, ngành y tế Tây Ninh sẽ đặc biệt chú trọng về truyền thông và lợi ích việc sinh đủ hai con, chuyển đổi hành vi về giới và bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, truyền thông nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
Có thể thấy, dân số là một yếu tố cơ bản quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Đầu tư cho công tác dân số không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần vào việc giảm nghèo, tăng cường sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sống. Điều quan trọng là cung cấp cho mọi người những thông tin và dịch vụ sinh sản hiệu quả để họ có thể tự do lựa chọn số con phù hợp và chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ em một cách tốt nhất. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, dù Tây y đã có những phát triển vượt bậc, nhưng khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y vẫn được nhiều người dân lựa chọn vì nhiều lợi ích khác nhau, nhất là đối với những người mắc bệnh mãn tính. Đông y có nhiều bài thuốc được lưu truyền của các dân tộc với những phương pháp trị liệu như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt đã được chứng minh về mặt hiệu quả trong điều trị bệnh. Ngoài ra, các bài thuốc của Đông y đều có nguồn gốc từ tự nhiên, dựa theo dược liệu và hiệu quả của từng loại cây, từng vị thuốc mà phối hợp lại với nhau thành một bài thuốc hoàn chỉnh. Do đó, sử dụng thuốc Đông y thường không gây ra tác dụng phụ, song cũng không thể phủ nhận việc điều trị bằng thuốc Đông y có phần chậm, có kết quả hơn so với Tây y. Người dân có xu hướng tìm về với thiên nhiên, tìm về những cái phương pháp điều trị mà không có dùng thuốc Tây y là quá chắc. Đông y mình nó có lợi thế là nó gần gũi với người dân, nó không có tác dụng phụ, cho nên những cái căn bệnh mãn tính thì người dân thường tìm đến với Đông y. Do đó, Đông y mình nắm bắt được cái điểm mạnh của Đông y, cho nên cố gắng phát huy, chăm sóc tốt cho người dân về các phương diện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Đông y tỉnh Tây Ninh đã tăng cường đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp Đông y. Tổng số lượt bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng chẩn trị của hội là trên 110.000 lượt người, trong đó có trên 77.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh miễn phí, với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, các phòng khám Đông y tại các hội Đông y, các trung tâm y tế địa phương cũng luôn có người dân đến điều trị bệnh, bốc thuốc mỗi ngày. Trước sưng nhất là gối, sưng mắt cá, trị cũng bớt rồi. Thấy trị ra trị cũng được, bớt nên tôi theo Đông y. Người nhà tôi là bị xuất huyết não, bị ngọng, đớ lưỡi, không có đi đứng được, còn yếu lắm, tự vệ sinh chả làm được á, tay chân này cũng như cử động muốn không có cử động nhiều, nhưng mà nói chung là ổn, đỡ hơn lúc trước. Mỗi ngày thì bệnh nhân đến khoảng 10 đến 15 người, thì gồm những cái bệnh như là tai biến mạch máu não, thần kinh tọa, liệt mặt, đau vai gáy, đau thoái hóa cột sống. Thì qua thời gian điều trị thì sự kết quả của bệnh nhân rất là tốt, hồi phục rất là tốt đối với những bệnh nhân mà bệnh mới giai đoạn đầu thì hầu như là hồi phục hoàn toàn, là đi đứng trở lại được. Khi người dân đến khám bệnh bằng phương pháp Đông y thì người dân phản hồi cũng rất tốt. Nói chung là người dân cảm thấy cái đáp ứng với phương pháp điều trị Đông y rất là tốt về phối hợp châm cứu và điều trị bằng thuốc thang, những phương thuốc cổ truyền đã đem lại kết quả tốt cho người dân, cho nên họ rất nhiệt tình ủng hộ. Các lương y, bác sĩ Đông y vẫn ngày ngày học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu các bài thuốc quý để hỗ trợ trong công tác khám chữa bệnh bằng Đông y. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Đông y cho người dân. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã công bố báo cáo kinh tế 2024, trong đó đánh giá về những nỗ lực hướng tới nền kinh tế số và tác động tới môi trường của quá trình này trên toàn cầu. Báo cáo nhận định, dù số hóa đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng cũng gây ra những tác động môi trường ngày càng rõ rệt. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI cần các trung tâm dữ liệu lớn, đòi hỏi tiêu tốn nhiều tài nguyên, nước và năng lượng. Báo cáo nêu rõ, kêu gọi thế giới cần có chiến lược bền vững để chống lại các tác động môi trường từ quá trình số hóa, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đồng thời kêu gọi các tập đoàn công nghệ lớn đi đầu chuẩn hóa trong quá trình xử lý dữ liệu. Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã ra tuyên bố chung Washington,
trong đó đề cập tới các cam kết và những ưu tiên chính sách trong thời gian tới. Trong tuyên bố chung 38 điểm, lãnh đạo các nước thành viên NATO khẳng định sự đoàn kết nội khối và việc giữ cho NATO sẽ tiếp tục là một diễn đàn xuyên Đại Tây Dương quan trọng nhằm tham vấn và phối hợp hành động trước mọi vấn đề liên quan tới an ninh tập thể cũng như an ninh của mọi nước. Các nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi của khối, bao gồm răn đe và phòng thủ, ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng, bên cạnh việc hợp tác an ninh. Trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Pháp không mang lại đa số ghế cho bất kỳ chính đảng nào, để có thể thành lập chính phủ mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các đảng chủ chốt liên minh để hình thành thế đa số vững chắc trong Quốc hội nước này. Trong một bức thư gửi báo giới, ông Macron đã kêu gọi các đảng chủ chốt với các giá trị Cộng hòa thành lập một liên minh cầm quyền và cho biết ông hy vọng sẽ chọn được một thủ tướng mới từ một liên minh như vậy. Cuộc bầu cử mà ông Macron bất ngờ kêu gọi tổ chức sau khi thất bại trước đảng tập hợp quốc gia cực hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng trước đã đẩy nước Pháp vào tình thế chưa từng xảy ra, với ba khối chính trị chia rẽ và không có con đường rõ ràng nào để thành lập chính phủ mới. Thưa quý vị, ở sa mạc Takakama thuộc miền Bắc Chile, nơi nổi tiếng là một trong những khu vực khô cằn nhất trên trái đất, một cảnh tượng kỳ diệu đang xảy ra. Những dải cát vốn cằn cỗi giờ đây đã được tô điểm bằng một thảm hoa màu trắng và tím rực rỡ. Cứ vài năm một lần, sa mạc Atacama lại được phủ đầy hoa khi lượng mưa và nhiệt độ thích hợp đánh thức những hạt giống đang ngủ yên. Thường được quan sát thấy vào mùa xuân, tuy nhiên năm nay, hiện tượng nở hoa trên sa mạc này lại xảy ra sớm bất thường vào giữa mùa đông ở Nam Bán Cầu. Một trong những nguyên nhân là do lượng mưa tăng đáng kể liên quan tới El Nino, khi nền nhiệt độ tăng cao khiến nước bốc hơi nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.